Xin chào các bạn, ngày hôm qua thì tôi đi làm và lên công ty trò chuyện với một số bạn, thì trong đó có một bạn là người bán hàng mới trong đội nhóm. Thì sau khi trao đổi một vài câu chuyện thì tôi nhận ra bạn rất là bị tiêu cực khi bạn bước vào công việc làm bán hàng. Và nói chuyện thêm một chút nữa thì tôi nhận ra là bạn đã bị tiêu cực bởi vì là hai điều. Điều thứ nhất là bạn không được chia sẻ rõ ràng về cái chính sách kinh doanh tại công ty liên quan tới cái thời điểm mà công ty chi trả hoa hồng, chi trả thu nhập cho bạn khi mà bạn có được cái doanh số. Và cái điều thứ hai đó là bạn nói chuyện với một số bạn đã nghỉ việc trước đó về việc kinh doanh, thì bạn nhận ra là những người bạn kia đã chia sẻ rất nhiều điều không tốt. Cho nên là bạn rất là bị tiêu cực và bạn nói rằng bạn cũng muốn nghỉ việc, bạn không muốn làm nữa, trong khi bạn cũng mới chỉ là một người vào tháng đầu tiên của công ty mà thôi. Thì khi nghe câu chuyện đó thì tôi rất là chăm chú vào cái cuộc trò chuyện đó, và tôi nhận ra được cái điều là người bạn mà tôi trò chuyện đó thì cũng đã không có kết quả tốt trong việc kinh doanh trong tháng vừa rồi. Đó là tháng đầu tiên của bạn. Thì thưa các anh chị, đó là cái sự kiện nó xảy ra rất là nhiều trong môi trường làm việc của chúng ta. Nhất là những người trong môi trường làm kinh doanh thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp thêm những người bạn mới, những người bạn làm bán hàng mới vào công ty. Và như vậy những người bạn bán hàng mới vào công ty thì cái tinh thần và tâm lý của họ rất là dễ bị lung lay khi mà làm việc bán hàng. Và thưa các anh chị, như vậy thì cái việc tiêu cực nó xảy ra cho những người bán hàng mới như thế. Rõ ràng trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta đã thấy nguyên nhân, có hai nguyên nhân, đó là chính là từ phía người tuyển dụng, họ đã không rõ ràng trong việc chi trả thu nhập cho những khoản hoa hồng khi bạn làm việc. Và cái điều thứ hai là bạn lại nói chuyện với những người đã nghỉ việc về cái việc làm việc ở đó thì dẫn tới tiêu cực. Vậy thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay trong cái việc mà chúng ta chào đón một người mới làm việc cũng như dành cho những người mà mới đi làm việc thì chúng ta nên như thế nào? Thì thưa các anh chị, ở trên góc nhìn của tôi, nếu như mình là một nhà tuyển dụng, một nhân sự mới làm việc vào công ty, và đặc biệt là những công việc liên quan đến kinh doanh bán hàng, liên quan tới việc chi trả tiền hoa hồng cho các bạn khi các bạn đạt doanh số, thì rõ ràng công ty đã có những cái chính sách chi trả rõ ràng trong các chính sách gửi ra cho chúng ta. Và việc chúng ta tuyển dụng những người đó vào thì chúng ta cần phải nói rõ ràng về cái chính sách thu nhập, thời điểm chi trả là khi nào và có những điều kiện kèm theo gì hay không, chứ không phải chúng ta chỉ bán những cái mùi thơm của chính sách đó và chúng ta không nói chi tiết, thì rõ ràng khiến cho cái người nghe họ sẽ không hiểu hết được cái thông điệp của chính sách, dẫn tới cái việc là họ hiểu nhầm, và đến khi họ bước vào họ làm rồi thì họ bị tiêu cực. Vậy thì chúng ta đã làm cho họ cảm thấy bị tiêu cực ngay từ những tháng đầu tiên, thì từ việc tiêu cực thì làm sao họ bán hàng được anh chị ha. Cho nên đối với một người tuyển dụng thì chúng ta nhớ khi chia sẻ về chính sách thu nhập, chia sẻ về môi trường làm việc, chia sẻ về cái cơ hội thăng tiến tại công việc đó, thì các anh chị vui lòng chúng ta hãy nói kỹ về những cái điều này, và đặc biệt là những cái lưu ý, những cái điều kiện trong chính sách nữa, để cho những người mới họ nắm được, thì từ đó họ sẽ không có bị cảm giác lừa đảo hay là cảm giác không trung thực ngay từ đầu, và như vậy thì họ bớt tiêu cực, và chính vì vậy mà họ sẽ quý chúng ta hơn, họ sẽ tôn trọng chúng ta hơn và họ sẽ có thể là cống hiến lâu dài với chúng ta. Đó là cái trường hợp đầu tiên dành cho người tuyển dụng anh chị nha. Và đối với những người bạn mới thì thưa các anh chị, khi chúng ta bước vào một môi trường làm việc mới, nhất là những cái môi trường làm việc kinh doanh bán hàng, thì các anh chị lưu ý một điều với tôi á, là nếu như các anh chị muốn thành công ở tại môi trường đó thì chúng ta hãy nhớ chúng ta sẽ đi gặp người khác để trò chuyện, để học hỏi, nhưng câu hỏi là chúng ta nên gặp ai? Tại vì có hai đối tượng đúng không ạ? Cái đối tượng đầu tiên đó là các anh chị sẽ gặp những người đã nghỉ việc rồi, những người làm thất bại ở tận môi trường đó để hỏi họ, hay các anh chị lựa chọn một người làm thành công, làm tốt ở môi trường đó để hỏi, thì tùy theo mục tiêu của họ. Nếu anh chị muốn nghỉ việc, muốn thất bại thì hãy đi hỏi những người thất bại, những người nghỉ việc. Còn nếu anh chị muốn thành công thì anh chị đi hỏi những người thành công, những người ở lại làm việc tốt tại công ty. Thì đó là lựa chọn của chúng ta. Cho nên các anh chị ơi, nếu thật sự muốn làm việc tốt, muốn thành công thì hãy tìm những người thành công ở tại môi trường để chúng ta học tập. Đừng đi tìm những người nghỉ việc, thì chắc chắn người nghỉ việc sẽ muốn chúng ta nghỉ việc, họ kéo chúng ta đi theo mà thôi. Đó là cái nguyên tắc rất đơn giản mà các anh chị ha. Cho nên khi là một người mới làm việc thì chúng ta nhớ hãy chọn người thành công để trò chuyện, để giao tiếp, hoặc cho các anh chị có thể học được những bài học hay từ họ nha. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ dành cho các anh chị. Tóm lại phần này thì nếu chúng ta mới bước vào ngành làm kinh doanh, làm bán hàng
ví dụ như ngành bảo hiểm, ngành tài chính, ngành chứng khoán vân vân. Hãy gặp gỡ những người thành công để chúng ta chia sẻ, để học hỏi với họ. Và nếu là nhà tuyển dụng, tuyển người mới vào, chúng ta hãy rõ ràng mọi chính sách, mọi chi tiết về những cái điều khoản để cho họ không bị bỡ ngỡ, không bị cảm thấy thất vọng, cảm thấy lừa đảo, cảm thấy không rõ ràng ngay từ đầu. Từ đó tinh thần của họ làm việc sẽ tốt hơn các anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của tôi, và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ xây dựng môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp, rõ ràng.